Thằng Ngọc đi lâu chưa? Đi được một lúc rồi. Làm cái gì cẩn thận vào em? Xuống cái chân anh rồi. Cẩn thận vào chứ. Đứng ra mà nói. Chân vào đấy làm cái gì? Làm việc cẩn thận vào chứ. Em cứ đi làm việc của em thôi, hãy xem cái đứa này. Ngọc đi đâu đi? Đây chảy hết máu rồi anh có làm gì nó ngã mà nghĩ ngợi làm sao ấy nhỉ? Nó ngã là bây giờ xem nó như nào chứ bảo anh làm cái gì. Đây, anh xem nào, anh xem nào. Phải không? Anh để nó ngã phải nó không? Nó tự ngã xe hỏi anh em. Anh không biết đâu nhá. Đây 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 xem này xem này xem nào. Lấy băng về đây đi, lấy băng về đây bỏ này. Xem có băng không? Có. Ghét nó anh ấy bảo em chứ câu em. Anh ghét nó cái gì? Nó về nó ngã mà anh ghét. Tôi lấy cái bông này thôi. Bông không? Đây anh cuốn ra lấy lấy cái bông này. Này anh xem bông. Lấy cái bông này.
Các con sau. Mỗi cái đầu chúng vào tường thôi. Làm cẩn thận đi em. Đấy phải không? Bị bắp ngáo đấy phải không? Trời ơi. Xếp. Bé thề như sao đó. Sao cứ nghĩ ngợi anh ghét nó là anh làm nó rồi mà mày sao? Cứ nghĩ ngợi anh gì nó làm nó từ nay đâm anh phát ở lấy cái xe rùa đâm anh rồi cái đầu óc cái đứa này có vấn đề ấy. Cái con thở hơi về xong bây giờ nó ngá người như này có phải khổ không đưa mà anh chửi mày thôi xem cái chân nó bị sao nữa không chân cái kia nó trúng vào cái thanh sắt kia phải nó làm được đúng không? Đây để em cho nó có gì đây nó nghỉ đã. Gì có gì để nó đấy, không biết nó choáng đi. Xem xét ra bên này xem chân xét nó sao. Ra bên này này, đứng bên này xem bên kia kìa. Đứng ra bên này này, xem chân tay nó sao. Nó ăn sao đấy. Mỗi đầu thôi đúng không? Có cần đi bệnh viện không? Có sao không? Bỏ ra lên xem đấy dính cả cái đấy luôn cái băng lấy cái bông à nếu mà để bắn đau nổ nó nốt nó cửa sổ không sao nhẹ nhẹ thằng thi đau hả anh chửi mày từ hôm nọ mày thấy chưa tác hại của mày khổ chưa hả bây giờ mày dẫn nó đây bây giờ đầu điếc cái này mai nó phạt mình hỏng hết việc của mình lắm nào thôi anh thấy anh xong mày cứ còn hiểu lầm anh nữa câu chuyện mày cứ nghĩ là anh đi đẩy nó ngã ngửa nữa chịu mày luôn không cãi nhau mà cãi hỏi nó xem làm được không không làm được không nghỉ làm việc làm tiếp không tiến độ công trình đang không ấy cải thiện được nhanh không được đâu làm được đúng không tôi ngồi nghỉ đó tôi ngồi nghỉ đi đó đâu đấy chân đau đấy cháu đứng được đấy đỡ nó cẩn thận, đừng dìu dìu nữa. Cái sát xiếc để linh tinh đứt chân đứt tay rồi. Vâng. Cất đi. Thế này. Mà cả mấy cái kia để gọn xiếc vào xong rồi. Để gọn nó vào ấy. Nó không được uống. Xong rồi với anh đi kiểm tra chế độ công trình từ nãy sáng này đi đâu lấy nước à chạy ra mua nước cho anh em hôm nay anh đi khảo sát về công trình có phải ấy cho nước xong đi sang anh xem công trình nước nhá từ từ chứ đau chỗ nào đâu? Mời nghỉ nhé, một tiếng nhé, anh sẽ xếp đó. Đi xe rơi xuống dưới vậy mình dắt lên. Nhất là xe lại không cảm ơn lên cảm ơn xuống à, tối mổ cả gà cho ăn đúng không quá đúng một gì đó lấy gạch cho anh em làm vớ hết rồi toàn lấy gạch đập bung tung chứ không phải lấy khỏe như thằng này lấy thiếu kim này nhìn nó khỏe này mà nên nó không vừa ăn yếu không làm được gì đâu tùy thêm hai thằng khỏe tí chắc là... Đấy, thanh niên này. Mà với ông
em vào tí gì nào, cho thêm cố gắng tí không sao, vẫn ok hết, cái tạo điều kiện nên tham mưu trưởng. Anh về hỏi nó xem làm được không? Vâng. Đấy, xem nào. Chân trước sau chắc đi ngoài ra, xem qua ngoài xem cẩn thận vào. Có tiền không? Đưa nó ấy, họ mua quần áo à? Vâng, quần áo tiền cũng tiền công của nó. Đấy. Ừ, được không sao. Quan trọng là có sức khỏe được. Có cần đi bệnh viện không? Bệnh viện bảo thằng ấy đưa Ngọc đưa đi. Chắc ấy xem nào, nào em vết thương sâu không? Không làm được gì đấy. Đưa đi khám trước, cứ kiểm tra cho một tí em ạ. Đấy, nhưng mà có đau nhiều không? Hết đưa ấy đưa đi khám nhá. Khám xong xong là về làm cũng được, không sao. Uống thuốc nhiều lắm. Không đưa đi khám nữa. Vâng. Anh có việc anh cứ về. Đi tận đâu? Phải có về. Trình này, đi bệnh viện. Em đưa đi khám đi. Ra nó dậy. Không làm không có tiền làm chứ. Tiền không quan trọng đâu. Cứ sức khỏe đi. Anh có việc anh cứ về. Ừ. Anh về đây. Vâng. Đấy thì đưa nó đi ấy. Đi trạm xá đi khám xem. Vâng. Anh về nhá. Vâng. Ở trên này đó, ở trên này chạm sáng. Không sao đâu mà. Đau một tí thôi nó khỏi à. Cẩn thận nhé. Đi một tí khỏi. Nóng. Em băng sơ qua rồi, kiểm tra cũng có làm sao không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
dao đây. Các cậu này. Tao bạc. Làm nhiều. Bỏ mũi ra đi, con mắt. Trông dài lắm rồi. Không có tiền. Một cạn dâu cạo. Không có tiền, không có mua đi. Đi làm đi. Đi làm được hôm nay con lấy tiền. Thế tao là tốt quá càng thế như vừa khô hả? Thế do ấy thảo thân đó của cái à? Ô, hàng này kìa. Thôi, giờ này hàng quá. Tương biệt đủ tốn đủ. Ở đây, nó phải là SC. Em không thể đi làm việc khác. Mày từ hôm. Hay làm gì? Đấy à, những cái thảo niên, là ra niên tin nữa. Những cái thảo niên ngành. Mình đâu hoa xanh nước con.
Xong nha em. Đấy đi, ngồi nghỉ tí đi. Anh đi xem nó đang cò tí. Ừ. Nó chơi đâu. Đau lắm không? Biết thứ. Không sao đâu. Lo được mà, không sao hết. Thế ngồi nhá, anh đi đón đang cò tí nhá. Anh xem đang cò nó chơi đâu. Không mà làm này. Được, không có tiền cho em rồi. Không, hỏi chị em, hỏi chị ơi. Chị bị làm sao ấy? Hỏi chị bị đau ú này không? Đấy, con xem chị ạ, xem chị đau ú ạ. Chị đau đầu lắm ấy. Đau đầu ấy, chị sợ sợ ạ. Ôi, trường chị thế. Nặng lắm. Đấy, đau không? Đấy, mình xem lấy nước về đi đâu. Đi lấy khăn này, lấy khăn về tháo cái này ra lau lau sạch đi là được mà. Không sao đâu, trước một tí thôi. Em không được đụng vào đầu chị nhá. Chị bị làm rồi. Chị đó, ho rồi, chị chơi nhiều quá, ho rồi. Nào, ngồi xem nha. Để chú để ít nha, để chú xem biết cái chơi của mẹ là. Con cần mẹ nấu. Chị An đau đau. Chị An hôm nay. Mi làm bị cọc đầu. Ừ.
sao cái này bị một tí. Em không dùng mà chị nhé. Cái này bị sướt một tí. Tay em không bị sướt rồi nào. Tay sướt hết rồi. Đấy bà xem chị như này, chị bị đau ú hết. Đi tắm gội đi, ở đây không có về không? Chắc anh lại đi về thôi, về công trường thôi. Tí sẽ kiểm tra, nhưng anh ở đấy thì lại chửi anh. Đó, bọn anh thân nấu ăn hả? Thân thân xem mai nếu mà đau dậy đau quá thì không đi làm được thì thôi nhé. Không về thì ở đây với em với cả em này, em bé này, ở đây nhé. Anh muốn ở với hai mẹ con nhưng mà con lại về công trường nữa, sợ tối sếp nó lại kiểm tra thì anh lại không ấy được. Mình nghỉ rồi thì không phải đi nữa đâu mà. Anh vẫn phải quản anh em, anh em ngủ ở công trường nữa, à, không ấy được. Đâu. Hôm nay là hai mẹ con có ấy đâu, nấu cơm ăn được. Thế cố gắng nhá. Mama, ở đây đi. Anh muốn ở lắm nhưng sợ ấy sếp kiểm tra không ấy. Anh về đây nhé. Trông em cẩn thận nhé. Đau quá thì thôi nhé, mai không phải đi làm nữa nhé. Tối trông trông mẹ trông chị cẩn thận nhá. Ừ, chị đau ấy. Chị đau không nhớ chị đâu nhá. Chú đi về nhá. Chú đi về công trường nhá, mai chú lại lên chơi với hai mẹ con nhá.